Xin chào tất cả các bạn. Vâng, và bây giờ tôi đang có mặt tại phố Mỹ của Okinawa. Thì ở đây các bạn là một cái ngôi làng mà phải gọi là có rất nhiều người Mỹ hiện đang ở đây. Thì ngày xưa các bạn thì quân nhân Mỹ đã đang đóng quân ở đây rất là nhiều. Ở đây giống như là một cái ngôi nhà thứ hai vậy đó. Thì tại sao quân nhân Mỹ đóng quân tại đây? Đó chính là bởi vì họ muốn bảo vệ Nhật, bảo vệ Okinawa và tránh cái sự dòm ngó ra từ phía Trung Quốc. Bởi vì sau chiến tranh thế giới thứ hai á, thì ở Nhật các bạn là không có quân đội nữa, mà họ ký một cái hiệp định với Mỹ thì Mỹ sẽ bảo đảm với Nhật về cái an toàn của quốc gia. Thì do đó ở đây đã có rất nhiều người quân nhân Mỹ đóng quân tại đây, và có rất nhiều người Mỹ cũng đã đến đây để mà sinh sống này nọ. Cho nên bây giờ các bạn, một cái ngôi làng này á, là nó có rất nhiều cái văn hóa Mỹ hiện tại đang ở đây. Nếu như các bạn không thể đến Mỹ để mà tham quan Mỹ được thì các bạn hãy đến ở làng Mỹ của Okinawa này nhé.